Rồi các bạn ơi, coi con tiếp tục coi cái thay 65 nha các bạn. Hút đất bỏ qua lộ này ha. Lộ bự luôn nha. Thì bỏ qua lộ này cũng gào 10.000 các bạn. Bỏ lộ bự chà bá lửa luôn. Lộ này mình ăn 3 mét rưỡi nha các bạn. Quá trời, hút ngang lộ bự luôn các bạn.
Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo của mình ha, mình sẽ quay xe cuốc này cho các bạn xem ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh mình.